Đứng lại mày. Dạ má chưa ngủ má. Cười hả? Cười nè, cười nè. Mấy hôm nay á mày thoát ẩn thoát hiện là má mất cả chục đồng. À đâu. Có mấy con này nữa. Nghĩ là má không biết tụi bay lén đi khách đâu bồ rợt hả? Đi khách lậu á cũng phải chia 7-3. Tiền đâu? Có đâu má, có đâu má ơi. Có đi khách đâu mà có. Vậy chứ mày trốn đi đâu? Đi chơi trai. Trời ơi, con ngu ngốc này. Làm điếm trai đem tiền tới nộp mày không chịu. Mày chơi trai hay trai chơi mày có khác gì nhau? Ủa khác mà má. Trai chơi con là con bị chọn, còn con chơi trai là con được chọn mà. Con điên này. Má. Là gái của tao á, thằng nào chơi cũng phải trả tiền. Nó là thằng nào? Ở đâu? Chỉ chỗ đi. Tao tới tao đòi tiền chơi đỉ. Nó mà không trả đó hả? Tao cắt. Bữa nay con chơi lần cuối. Nó đi miên rồi. Thánh thần ơi. Tôi mất mẹ nó đồng bạc rồi. Trời ơi. Nè. Kể từ ngày mai. Má tám mày hai. Cho chừa cái tật chơi trai. Còn mấy con này. Con nào mà lén đi khách lậu á. Là chia 9-1. Có ai chơi đâu lén. Mày nói cái gì? Sao rồi? Cầu lão tổ phù hộ chú bùa vô lưng quần lũ.